chào tất cả anh chị em. Hôm nay mình có mặt ở Buôn Mê Thuột và mình quay lại cái trung tâm ngã 6 của thành phố. Đây là tượng đài chiến thắng thành phố Buôn Mê Thuột. Này, biểu tượng của nó là chiếc xe tăng các bạn ạ. Chiếc xe tăng này tiến vào thành phố Buôn Mê Thuột đấy và giải phóng Buôn Mê Thuột. Bây giờ đang là giờ tan tầm nên là xe chạy khá đông. Đẹp lắm các bạn. Ngày xưa cái xe tăng này là xe tăng thật. Bây giờ thì người ta đã thay bằng xi măng rồi. Hồi xưa là có một cái người mà người ta không có nhà cửa. Cái xe tăng thật nó có một cái khoang đó, người ta chui vô người ta ngủ. Là bây giờ là thay bằng cái xe tăng xi măng á. Tượng đài chiến thắng thành phố Buôn Ma Thuột. Khung cảnh xung quanh cũng rất là đẹp ha các bạn ha. Có những cái đài phun nước. Khung cảnh xung quanh này. Đây là khách sạn Sài Gòn Ban Mê. Sài Gòn Ban Mê Hotel. Mình zoom to ra rồi cái điện thoại nó rung lắm các bạn ơi. Đi công tác đột xuất nên không có cái công cụ chống rung. Các bạn thông cảm nha. Đây là trung tâm của thành phố. Ngã 6, có 6 ngã. Đây là cái ngã đi về Pleiku này. Gió thổi mạnh lắm, thổi bay cả điện thoại mình luôn. Mình quay hơi nhanh các bạn xem có chóng mặt không ạ. Biểu tượng của Đắk Lắk các bạn ơi đây là các anh hùng chiến thắng. Biểu tượng Đắk Lắk là cái chiên đấy, cái chiên có cái núm. Mình nhầm cái còng mới có cái núm, còn cái chiên không có cái núm này, cái núm ở giữa. Còn bên kia là bưu điện. Chiều rồi tối quá mình quay không thấy gì cả. Đây bưu điện. Bên dưới nữa là điện lực các bạn. Bên đây là nhà sách, nhà sách tổng hợp. Mà sao quay qua chỗ bưu điện là tối. À bây giờ thì thấy rồi nè. Bưu điện. Bên dưới là điện lực. Đây rất là nhiều thợ chụp hình đang đứng xung quanh cái tượng đài này để chụp cho khách du lịch đó. Bên kia là trung tâm văn hóa tỉnh. Như vậy đứng ở đây là có thể là quan sát được rất là nhiều khu vực đặc trưng của Đắk Lắk rồi, đặc trưng của Buôn Mê Thuột. Mình xin lỗi các bạn. Trời cũng về chiều rồi các bạn ơi. Đài phát thanh truyền hình bên kia đó. Trời cũng về chiều rồi, mình xin phép dừng cái video ở đây. Mình bắt xe mình về thôi. Nhà mình cách Buôn Mê 80 cây số rồi. Đài phát thanh truyền hình Đắk Lắk.